Ô tô va chạm với xe máy lao xuống vực sâu 200m ở Tam Đảo, 4 người tử vong thương tâm. Chiều ngày 26 tháng 4, Ban An toàn Giao thông tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, trên địa bàn huyện Tam Đảo vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, khiến 4 người tử vong, 1 người bị thương nặng. Theo đó, vào hồi 14 giờ 30 phút chiều cùng ngày, tại km số 21 quốc lộ 2B hướng Vĩnh Yên Tam Đảo xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô biển số 24A10036 và một xe máy chưa rõ biển số, làm cả hai xe lao xuống vực sâu 200m. Hậu quả làm 4 người chết, 3 người trên ô tô và 1 người đi xe máy và 1 người bị thương ngồi trên ô tô. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Giám đốc Công an, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải và lãnh đạo huyện Tam Đảo đã có mặt chỉ đạo cứu hộ khắc phục hậu quả. Hiện tại đã tìm được hết nạn nhân, người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Vĩnh Phúc. Những người tử vong đã được đưa về Bệnh viện Tam Đảo để tiếp tục làm các thủ tục pháp y, sau đó sẽ giao lại cho gia đình làm tang lễ. Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia yêu cầu, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban An toàn Giao thông tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung ưu tiên cứu chữa nạn nhân bị thương, giảm thiểu thiệt hại về người, khẩn trương điều tra xác minh nguyên nhân vụ tai nạn giao thông, đặc biệt cần kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với người điều khiển phương tiện trong vụ tai nạn giao thông. Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cùng với lãnh đạo tỉnh đến thăm hỏi, động viên và chuyển lời thăm hỏi chia buồn của đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực tới gia đình nạn nhân không may qua đời trong vụ việc. Yêu cầu lãnh đạo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cùng các cơ quan chức năng làm việc với các cơ quan của tỉnh và huyện Tam Đảo để có đánh giá phân tích về nguyên nhân vụ tai nạn giao thông, đề xuất các giải pháp ngăn ngừa, không để xảy ra các vụ việc tương tự.